Ngày 8 tháng 11, đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với nhân dân bản Dăm Hoa, xã Trường Mai. Bản Dăm Hoa, xã Trường Mai được thành lập năm 2019 trên cơ sở sáp nhập 3 bản, gồm bản Dăm, bản Cái Ton và bản Hoa Sơn 2. Bản hiện có 118 hộ, 512 nhân khẩu, thu nhập chủ yếu của bản là sản xuất nông nghiệp. Chi bộ bản có 26 đảng viên. Những năm qua, nhân dân trong bản luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế. Bản Hoa Dăm đã được công nhận bản nông thôn mới. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị cấp ủy chính quyền xã Triềng Mai và nhân dân bản Dăm Hoa tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương và quy ước hương ước của bản, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, chung sức phấn đấu xây dựng xã Triềng Mai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. Ngay sau phần lễ, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra phần hội với các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc các dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết khu dân cư.